Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 1 năm 2021. Và chúng ta thấy được là giá Bitcoin bây giờ có mức là 32.183. Nhưng mà ngày hôm qua thì giá Bitcoin đã có lúc lên tới gần 35.000, 34.891. Nhưng mà sau đó đã có một cái đợt điều chỉnh xuống chỉ còn có 31.690 mà thôi. Có nghĩa là Bitcoin từ cái mức là 34.800 mấy của ngày hôm qua xuống tới cái mức của ngày hôm nay cách đây khoảng chừng là 3 tiếng đồng hồ thì Bitcoin đã điều chỉnh khoảng chừng là 9,19% Thì điều chỉnh 9,19% có phải là một được điều chỉnh bất ngờ hay là có gì đó không đúng hay không Thì không phải các bạn chúng ta cũng đã biết là Bitcoin điều chỉnh 90% trong một ngày là một chuyện chúng ta cũng thường thấy Các bạn thấy được đây là một thống kê được chia sẻ bởi desk Thì chúng ta thấy được là từ năm 2019 cho đến ngày hôm nay đã có rất nhiều những cái đợt điều chỉnh như là điều chỉnh xuống điều chỉnh xuống 12%, điều chỉnh xuống 11%, thậm chí điều chỉnh xuống 14% và điều chỉnh xuống 33% cho nên chúng ta thấy được là trong vòng một ngày Bitcoin điều chỉnh 9,9% không phải là một điều mà chúng ta chưa từng thấy. Cho nên đây cũng là một điều rất là bình thường và chúng ta cũng đã nhớ là đầu năm nay, đầu năm 2021 giá Bitcoin thì cũng ở cái mức giống giống như là bây giờ là 29.112 chỉ có là bây giờ có một số bạn lo lắng tại vì chúng ta đã từng chứng kiến Bitcoin lên tới cái mức là 42.000 đô sau đó điều chỉnh xuống từ cái mức này cho nên nhiều bạn có sự lo lắng nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là chúng ta đã ở cái mức này từ đầu năm tới bây giờ nếu như mà chúng ta không thấy Bitcoin lên tới 42.000 đô mà chúng ta đi từ cái mức đầu năm nay giá Bitcoin là 29.112 và đi từ từ trong vòng mấy tuần qua lên tới cái mức hiện tại đó chính là 32.160 Tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ không có sự lo lắng Các bạn chỉ có lo lắng tại vì chúng ta đã quen thấy cái giá Bitcoin với cái mức cao hơn là ở 42.000 đô Cho nên nhiều bạn bây giờ thấy giá Bitcoin trở xuống còn 32.000 đô thì lại lo lắng Nhưng mà nếu chúng ta chưa thấy cái đợt tăng trưởng đó trong vòng mấy tuần qua Mà giá Bitcoin đi từ 29.000 từ đầu năm cho tới bây giờ lên 32.000 Thì nhiều bạn sẽ cảm thấy phấn khởi Cho nên chúng ta đều được cũng cùng một cái giá đó tùy theo các bạn nhìn vào góc cạnh nào Đối với Thuận cái giá bây giờ trên 32.000 đô vẫn là rất là tốt và chúng ta cũng đã biết là Bitcoin trên căn bản thì có cái xu hướng nó đi hàng ngang trong vòng mấy ngày qua đó là điều mà chúng ta muốn thấy Bitcoin trong cái thời gian vài tuần tới đây tại vì chỉ khi nào mà Bitcoin đi hàng ngang chúng ta mới thấy cái cơ hội cho altcoin và chỉ khi nào Bitcoin đi hàng ngang thì chúng ta mới thấy được là những cái chỉ số nó nguội lại một chút để chúng ta có một cái nền tảng vững chắc hơn để có thể là tiếp tục tăng trưởng đây là cái tình hình liên quan tới Bitcoin Chúng ta bây giờ chuyển qua để mà nói về Ethereum đi Thì Ethereum thì khác một chút Chúng ta thấy được là Ethereum cách đây không lâu Các bạn thấy được là Ethereum tối ngày hôm qua đã lại muốn trở lên thử đỉnh cũ Và các bạn thấy được là Ethereum thực sự đã phá cái đỉnh cũ dựa theo nhiều sàn Còn qua luôn cả cái mức cao nhất trong cái thời điểm gần đây Các bạn thấy được là tối ngày hôm qua Trên sàn Coinbase Ethereum đã lên tới 1477 Tuy nhiên là nhiều người vẫn chưa công nhận đây là đỉnh cao nhất tại vì ở trên những sàn như là sàn Kraken thường nhớ là cái giá Ethereum năm 2017 đã qua khoảng 1.500 đô. Cho nên nhiều người bây giờ thì nhìn cái mức Ethereum tối ngày hôm qua lên tới là 1.477 thì nhiều người cho là vẫn chưa có phá đỉnh cũ. Nhưng mà đối với thuận Ethereum đã phá đỉnh cũ rồi. Chỉ có là chúng ta thấy được đây là đợt thứ hai mà Ethereum thử lại cái mức đó nhưng mà cả hai đợt đợt đầu tiên mà Ethereum qua khoảng 1, 400 đô đó đó chính là ngày 19 tháng 1 và đợt thứ nhì đó chính là tối ngày hôm qua Ngày 25 tháng 1 Nhưng mà thật ra đây là tính theo cái giờ ở trên Trading View Ở Hoa Kỳ đây là cái thời điểm tối ngày hôm qua Thì cả hai đợt các bạn thấy được là Ethereum đều có một cái sự điều chỉnh Cả hai đợt nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi thuận capital trên cái mạng xã hội đó thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái link liên quan đến facebook twitter và telegram để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và nếu như bạn là một trader hay là bạn đang tìm kiếm những dịch vụ liên quan đến tiền kỹ thuật số thì các bạn bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần capital trong đó các bạn có thể là điền đơn vào group những hỗ trợ cũng như là các bạn có thể nhận được những cái ưu đãi liên quan đến là các bạn có thể được giảm phí giao dịch cũng như là nhận được những cái bonus khi mà tham gia những sàn như là StepX, LMT Binance, Bybit, Coinbase, ứng dụng BlockFi, ứng dụng Lending Và các bạn có thể là tham gia vào cái dịch vụ CryptoCoin Một dịch vụ hỗ trợ phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Những thông tin chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này Thì rất là khác với lại Bitcoin Chúng ta thấy được là Bitcoin đó thì khi mà chúng ta trở lại cái mức là 20.000 đô thì nhiều người có thể là có cái suy nghĩ mà thường để chia sẻ với các bạn và thường cũng tin tưởng về cái suy nghĩ đó thời điểm mà Bitcoin muốn thử 20.000 đô là sẽ có rất nhiều người rất nhiều người chờ đợi để mà chốt lời hay là nhiều người chờ đợi để mà thoát ra khỏi thị trường này rất là lâu rồi khi mà Bitcoin từ 20.000 đô mà xuống còn 3.000 đô trong cái bộ đồng crypto mới đây cho nên khi Bitcoin trở về cái mức gần 20.000 đô thì rất nhiều người sẽ chờ đợi sẵn để mà chốt lời cho nên các bạn thấy được là Bitcoin không có phải là phá cái 20.000 đô lần đầu tiên mà chúng ta thấy được Bitcoin sẽ đi lên rồi lên tới gần 20.000 đô lại bị đẩy ngược trở xuống lần thứ nhì lên tới gần 20.000 đô lại bị đẩy ngược trở xuống mãi cho đến lần thứ ba mới có thể là rời khỏi cái mức 20.000 đô này và đây cũng là cái hiện tượng tương tự của năm 2017 khi mà Bitcoin muốn phá lên cũ của năm 2013 chỉ là lần đó Bitcoin thử nhiều lần hơn mà thôi nhưng mà Ethereum thì cũng sẽ có những hiện tượng tương tự Các bạn đi được là nhầm cũng sẽ có cái hiện tượng là nhiều người có thể là muốn chốt lời Temium Ở cái đỉnh là trên 1.400 đô Tại vì sao? Tại vì nhiều người có thể là chờ đợi thời điểm này rất lâu rồi Cho nên khi mà Temium trở lại gần 1.400 đô thì nhiều người sẽ có ý định là muốn chốt lời ở cái mức này Nhưng mà khác với được Bitcoin không một chỗ đó chính là nhầm vẫn phụ thuộc vào xu hướng của Bitcoin Trong khi mà Bitcoin không có phụ thuộc vào xu hướng của một đồng khác Có nghĩa là các bạn thấy là Bitcoin chỉ là đi theo xu hướng riêng của mình mà thôi nhưng mà Ethereum thì lại bị ảnh hưởng cho nên cái đợt đi xuống này không biết chúng ta bắt nguồn từ Bitcoin hay là từ Ethereum có nghĩa là không biết là nhiều người chờ đợi sẵn để mà chốt lời Ethereum ở cái mức là 1470, 1440 vài ngày trước đó hay là tại vì chúng ta thấy là Bitcoin có cái sự điều chỉnh đi xuống cho nên là Ethereum cũng đi theo Bitcoin nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều những thông tin liên quan tới Bitcoin, liên quan tới Ethereum mà thường muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta trước hết nhìn vào tình hình chung của thị trường thì chúng ta refresh cái trang coin 360 này. Thị trường có rất nhiều những màu đỏ và có rất nhiều những đồng rất là đỏ như là đồng Polkadot, đồng Litecoin, đồng Stellar Lumen, đồng Cardano hay là những đồng đỏ nhạt hơn như là Bitcoin Ethereum càng đậm nghĩa là xuống càng sâu và các bạn thấy được đó là cách đây chỉ có vài ngày thôi nhiều đồng đã liên tục phá đỉnh mới những cái đồng mà nhiều bạn yêu thích như là đồng Polkadot, đồng Chainlink, đồng Cardano, đồng Litecoin Nhiều bạn thì muốn mua nhưng mà các bạn thấy được là những lúc mà những đồng mà các bạn yêu thích giảm giá thì nhiều bạn lại không dám mua Nhưng mà những lúc mà những đồng này tăng chứng mạnh thì nhiều bạn lại muốn đi mua Đó là cái sự rất là thú vị trong thị trường đầu tư Các bạn thấy được không chỉ riêng là thị trường crypto mà thị trường tài chính cũng như vậy khi mà cổ phiếu mà xuống giá đó thì không ai muốn mua nhưng mà khi cổ phiếu mà phá đỉnh cụ lập đỉnh mới thì ai cũng muốn mua và ai cũng muốn đi theo cổ phiếu nào mà đang nổi bật nhất đang thu hút nhiều sự quan tâm nhất như là cổ phiếu tesla cổ phiếu apple vân vân nhưng mà khi mà chúng ta thấy những cổ phiếu này nguội lại thì nhiều người yêu thích những công ty đó nhưng mà lại không muốn mua crypto cũng như vậy khi mà những cái dự án này có cái sự tăng trưởng mạnh thì ai cũng muốn đu theo để mà mua nhưng mà khi mà những dự án này vẫn như vậy thôi các bạn thấy được là trong thời gian mấy ngày qua khi mà chúng ta thấy những cái đợt đi xuống này như là chúng ta thấy ngày hôm nay khi mà Bitcoin đi xuống, Ethereum đi xuống, nhiều đồng khác có sự tăng trưởng mạnh thì bây giờ đi xuống mạnh thì nhiều bạn lại không muốn mua. Trong khi các bạn thấy được là nếu như các bạn đã thích Ethereum, các bạn đã thích đồng Polkadot, các bạn thích Cardano, các bạn đã thích Stellar Lumen à, trong thời gian qua thì bây giờ cái giá nó cũng rẻ hơn mà thôi chứ còn dự án thì cũng như vậy, không có gì thay đổi hết. Thì tại sao nhiều bạn lại không muốn mua? Đó là một cái tâm lý mà thường muốn chia sẻ với các bạn và các bạn thấy được là rất khác khi mà người ta đi mua hàng hóa, khi mà chúng ta thấy được là mall mà có sale hay là chúng ta thấy được là chỗ nào mà có bán à, giảm giá thì mọi người lại ào vào để mà mua. Nhưng mà khi mà những cái crypto mà xuống giá, coi như là giảm giá thì lại không ai muốn mua. Thường mới refresh cái trang Coin 360 thì chúng ta thấy được là Bitcoin thì trong vòng 24 giờ qua xuống phần trăm Ethereum xuống phần trăm Tether chúng ta không nói tới, Polkadot thì xuống 8,1%, XRP xuống 3,3% trong vòng 24 giờ qua, Cardano xuống 4,5%, Chainlink xuống 8%, Litecoin xuống 4,6%, Bitcoin Cash xuống 3,2%. Binance Coin này không sự thay đổi nhưng mà Stellar Lumen thì xuống 4,3% và có rất nhiều rất nhiều những cái dự án lớn mà nhiều bạn cũng thích đang giảm giá hiện bây giờ Đây là điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ hãy nói tới những cái thông tin mà nổi bật ngày hôm nay và thật ra những thông tin này xoay quanh những cái đề tài như là những công ty lớn họ đang làm gì và các bạn sẽ thấy được là bây giờ thị trường này đã rất là khác năm 2017 thị trường này bây giờ khác rất nhiều bây giờ chúng ta thấy được là những người mà đang hoạt động mạnh trong thị trường này vẫn là những nhà đầu tư lớn những tổ chức đầu tư chúng ta vẫn chưa thấy cái sự hoạt động mạnh đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ chúng ta bắt đầu đã thấy được những cái dấu hiệu ban đầu như là chúng ta thấy được là có nhiều địa chỉ ví hơn Nạp tiền lên sàn, rút tiền ra khỏi sàn vân vân Đó là những cái dấu hiệu của những nhà đầu tư riêng lẻ Nhưng mà thị trường bây giờ quan động mạnh nhất vẫn đến từ những tổ chức đầu tư Chúng ta vẫn chưa có thực sự thấy cái đợt phô mô mạnh đến từ những nhà đầu tư thông thường Và để Hương chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu được là tin bây giờ câu chuyện trên thị trường crypto là như thế nào